200 đêm về ha. Nó sợ quá. Ai cũng hỏi hết trơn, em nói anh chết rồi mà đâu có tin. Giờ không lo mấy con miner đúng không ạ? Một ngày nó ba con miner. Hôm qua mày đi đâu mà mày lên cái gì cách mạng cái gì ở đâu quên rồi. Cái gì? Hôm qua đi con miner giờ đường gì quên rồi. Đường gì? Hôm qua nó nói đường gì quên. Hôm qua chở con nhỏ nào đường nào nữa nè. Đường nào? Bây giờ chắc tới chở em đi chơi. Không. Trời ơi. Ai chở đâu không? Ngon quá, ngon rồi. Nè, nhìn đi. Giống con heo nọc cũng chết vậy. Hồi xưa mày mới qua đây mày đẹp trai cỡ nào giờ mày nhìn như con heo nọc đúng không? Nhìn coi nhìn nó đàng hoàng. Biết sao không? Biết sao không? Tụi nó nuôi khéo quá, em cho cái con chiên không mà bây giờ sao mập nổi. Đẹp quá. Đẹp hơn cô được rồi cô. Ok, vậy đi. Rồi. Nói nhiều quá. Lấy đi chứ. Lấy đi. Chậm lên về. 200 á. 200 đi về cho Quanh nó ăn rồi. Không không, Quanh nó ăn đâu. Ngươi về cho Miner nó ăn thôi à. Cho Miner ăn cho Quanh ăn. Bởi bạn bè đó, thấy chưa? Bạn bè sao? Có mà đẹp đẹp. Đẹp hơn cô được rồi. Ok. Dám nói video đẹp hơn luôn á. Sao? Sao mày mỏng không? Có chưa chưa. 50, 60, 70. Ai cũng nhắc hết trơn luôn. Tôi tóc mới nhắc nè, nhắc nó kìa. Con phải đi lo cho mấy con bị bèo bị nơ đúng không? Bị bèo bị luôn. Xong xuôi rồi con mới qua gặp à. Gặp Nhi được. Mày đi luôn cũng được, nó không quan trọng mày. Sao? Mày đi luôn cũng được, nó không quan trọng mày. Chắc không? Chắc. Thì bữa gọi cuộc gì đời quá khốn nạn. Cuộc đời quá khốn nạn. Gọi gì vậy? Để lâu lâu tao nhớ tao gọi. Lâu lâu tao nhớ tao gọi cũng được, cái gì nó lấy lợi ôm hung á. Chấm tư, chấm tư uống mấy nước. Lúc quay nó ghen cái nha, nó ghen á. Ai ghen? Nó ghen. Ba đứa lận giờ ghen với tao là con nào? Đó đây là chị làm lớn nè. Anh nè. Làm láo nhỏ làm láng đó nha. Chị nha. Cái viên bò viên. Cá viên mấy cây cá chị? Mỗi thứ cây. Cá viên bò viên. Cái nào anh? Xanh hả? Chả cốm. Còn cái cam cam. Cam là mayonnaise. Mấy 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 viên? 3 viên 10 ngàn. Thứ 3 viên hả? Lấy 3 viên này không? 3 viên đó luôn. Vậy ha. Rồi của chị là 40. Mới chơi em mập mà, mới chơi em mập như heo đó. Biết sao không? Bây giờ em đâu chẳng ăn đâu, em nghe nó chê phải đó. Tôi sợ quá, Trắng ơi, Trắng ơi. Tại chỗ năng mới can được chứ. Tha đi. Cảm ơn anh. Mỗi gọi tay kia vậy? Nhớ gọi. Thấy chưa, em sắc chưa, nó nhớ gọi thấy chưa. Gọi hoài luôn. 4-5 giờ sáng gọi, em bao cuộc gọi vậy. 4-5 giờ sáng nó gọi em. Để hung mấy cả. Ê, hung cái tụi nó ghen. Nãy giờ mấy lần rồi. Ba đứa lần. Ừ. Kêu ba con đó qua đây nói chuyện với em. Bữa nào không ghen á. Đều. Dạ. Bữa nào không ghen á, đều bữa nào chở ba đứa qua. Ừ, chở ba đứa tao kêu ba đứa bằng mày á. Ai ở đây cá gì nhiều. Ở qua cái chịu bộ á. Cái đó là hung hoài, hung ta ghen đó không chứ hung mà, hung hoài. Cắt. Hung cái gì chứ nhiều cũng là mày không nhớ rồi trời. Không, em ăn về không hả? 130. Em về nhiều. Cái kia sửa giờ đẹp hơn mọi gì. Chưa có xấu rồi. Vậy rồi. Của anh đó là tiền tiền cá là 130 với lại mấy nước. À dạ rồi, vậy là 130 tiền cá. Dạ rồi, em cảm ơn anh chị nghe, rảnh nghe chưa? Đúng rồi, anh em cho bộ Nhi được thì em cho nó được chứ. Má, tao không lấy được làm chết rồi, Trắng Trắng thiệt á. Em cho bộ Nhi được là phải cho nó được đúng anh? Đó là đương nhiên rồi. Đường sát vào đây này xong cũng sao vậy. Vô anh chị ơi. Em đứng sát nó ngắt em hoài à. Rồi ôm hùng mới rồi. Rồi. Đó. Đừng có hùng nó ghen hả đó. Tụi nó người ta ghen rồi. Nó ghen nó kêu bằng mày á. Người ta ghen. Nó ghen nó kêu bằng mày á. Hùng mới coi. Không. Hùng tụi nó ghen. Hùng mới kêu bằng mày. Thằng chó này. Chó con này. Tao lại tao hùng mới coi. Con heo con của mẹ coi. Nó hùng nữa. Chúng cái mũi gãy sọng giả bây giờ. Tôi ngắt con cua bây giờ rồi. Rồi, trời ơi, xong chưa? Làm gì hối quá vậy? Nó đợi nhà kìa. Ba đứa đợi luôn hả? Ừ, ba đứa đợi luôn. Ừ.
nói mấy con đó họ được gửi cho ba cái hòm quá trời quá đất, chiên giòn giòn. Mấy mì nồi thích ăn gì chẳng? Cá viên chiên anh. Mày cá viên chiên bởi nhiên biết kiểu à. Kêu qua đây. Tao kêu bằng mày á. Tao kêu bằng mày á. Muốn giả gì cũng được, chỉ được có hung mà được, nói vậy. Tao kêu bằng mẹ, tao kêu nó bằng mẹ hết đó. Anh giỡn tao máy em mà đừng cho bao nhiêu hung. Cái này là bao nhiêu đây nè? Con này bao nhiêu đây? 40. Tôi kêu nó bằng mẹ hết đó. Mẹ xong rồi đó. Không tiền cho bà Chi luôn. Không, trả tiền cá chiên anh. Bà Chi với em này không có cho tiền nữa. Giờ em muốn đi quay chụp bạc nữa đó. Giữ mấy chục triệu giờ em luôn rồi em không đồng đâu. Chi cho đó. Trời ơi. Giờ còn chiếc này giờ là mới mua lại thôi, giờ bán nữa được không? Thôi đừng đăng với xe ưa anh. Ừ, hồi tao đăng nữa nè. Lên ra tao chụp hình hồi tao đăng nữa. Cái gì đây? Dạ, nhắn à, chờ nhắn có nghe không? Dạ, để em coi coi. Mịt. Không sao anh. Tin tưởng hay gì? Món hay là chú bự. Tại giờ em cũng biết ghen sao, em nhiều quá trời. Cầm cái hồng lại. Cầm cái hồng lại. Vào trong rồi. Không có, bạn á. Thôi anh về nha, cũng về nha ngoại. Biến. Em về nha anh. Má nó hôi quá. Thằng khốn nạn. Gái hôi quá. Hôi quá. Mày nhớ cái mặt mày cho trắng nha. Thiệt á, tao nằm ngang cái đầu xe mày thiệt á. Làm dạ rồi tin không? Vô đi. Vô đi mà sao nắm tay. Để hung mấy coi. Nó không có cho hung mà nói rồi. Mày á, nó kêu nó bằng mày á luôn đi mày cái. Tao ngắt. Vô. Vô đi. Anh bỏ em thiệt chứ ha trắng. Vô đi. Anh bỏ em thiệt chứ ha. Vô đi, vô đi. Để xong tôi lên qua. Cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi, bỏ vô thùng đi. Cá lớn à? Đây đâu anh? Vừa lòng mấy anh chưa? Mấy anh thấy nó qua làm nhục em, mấy anh vừa lòng chưa? Ủa sao nó qua nó ghép nó tí xíu vậy, chồng gì kỳ vậy trời? Mua về cho mấy con quỷ đó ăn đó. Mua không? Mua. Mua con mua. Nhau đó hả? Cà phê em. Anh Minh. Của anh là 7.2 triệu. Một nước rồi nha. Nãy là nhiêu vậy? 50 với lại 1 bể ốp. 50, 1 bể ốp là 65. Lấy tiền rồi hả? 40 em về lấy tiền rồi. Ờ, lấy tiền rồi. Nè, một nước nè. Thôi 5.000. Hồi nãy thâu bên kia 2 nước chưa lấy. Chưa, chưa thâu, chưa. Nè, hai nước này trả luôn nè. Thôi 5.000. Hôm nay qua bán sao chị? Cây 6.000. Đằng cục đó 6.000 đó. Ừ. Thanh Kiều. Giả bộ xào xào thối tiền nắm tay tôi nè. Chán ghê nữa. Cùng mới thôi. Hôn cái đi nè. Cho hôn cái đi nè. Giờ có hôn Nhi không? Không hôn thì tối đừng có hối hận nghe chưa. Tôi ngồi đây nè cho hôn nè, hôn đi. Xin mời anh Sơi. Giờ cho về không? Ở xa lắm đó. Ở đâu? Cờ Bóc. Ở Gò Vấp gần mà. Gần xịt à. Giờ cho hôn cái này hôn đi. Không. Nhớ nghe chưa. Anh nhớ anh không hôn tôi nghe chưa. Ok, cuộc sống của tôi với anh kể từ đây kết thúc, không còn mối quan hệ gì nữa. Chào anh. Bữa nay bán xuất sắc ha. Tôi xanh ha, tâm mù. Tâm mù. Không được quay nữa. Đem lấy ly. Ủa bên bệnh đốt nhang mũi chưa vậy? Anh ăn cái vịnh lửa bỏ vô đây nè. Tính tiền.
Ủa nhăn mũi đó hết trơn rồi trời. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao. Nhiều đây thôi ha. Anh ăn ở đây không? Rồi anh ngồi đi anh. Ngày nào mới quen nhau, vì chúng hướng đời mình chót trao nhau nụ